được chào cả nhà và chúc cho cả nhà có một ngày thật là nhiều niềm vui và ý nghĩa cùng với Unica học từ chuyên gia. Cả nhà ơi, cái đẹp là cái mà muôn đời nay là chủ đề mà chúng ta bàn cãi và tranh luận, và có lẽ tầm quan trọng của cái đẹp ngày nay thì đặt lên khá là cao. Những ai sở hữu cho mình vẻ đẹp thì họ rất là tự tin và dễ dàng thành công. Nhưng mà tuy nhiên có một số bạn thì không có sở hữu cho mình những gương mặt đẹp, hoặc là gương mặt có khá là nhiều khuyết điểm. Và vì thế hay chọn cho mình một người bạn đồng hành, đó chính là make-up. Và có lẽ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một người anh, một người chuyên gia đã tô điểm cho những người có những khuyết điểm và cũng như không tự tin về bản thân của mình ở gương mặt sẽ đẹp hơn và tự tin hơn. Xin được giới thiệu make-up Tôn Nguyễn. Chào MC Hải Triều, chào quý vị khán giả. Chào anh Tôn Nguyễn. Anh Tôn thân mến, thì rõ ràng là ai cũng biết tầm quan trọng của cái việc mà mình phải đẹp để có thể tự tin. Nhưng mà khi mà chọn cho mình cái phương pháp là trang điểm thì không rất là ít người biết là trang điểm như thế nào là đẹp, và đặc biệt có khuôn mặt của mình như thế nào để mình che nó đi. Thì không biết là khi đến khóa học của anh thì mọi người sẽ được học những cái gì ạ? Đến khóa học của mình thì mình sẽ chỉ cho các bạn là dạng như là theo cái kinh nghiệm cái học của mình thì mình sẽ chỉ cho các bạn là dạng như mấy bạn sẽ biết là tự mấy bạn sẽ khắc phục những khuyết điểm trên khuôn mặt của mình, để mấy bạn có thể là xử lý về cái phần mà trang điểm khuôn mặt của mình. Với một cái thứ hai á là mình sẽ chỉ những cái xu hướng, cập nhật những xu hướng trang điểm, thì mấy bạn thích cái xu hướng nào thì mấy bạn sẽ chọn những xu hướng nó phù hợp với khuôn mặt của mấy bạn để mấy bạn làm. Đặc biệt là những cái người ta không tự tin nhất đó, những là mấy bạn dạng như góc cạnh, làm bạn kêu là dạng như chữ U là một cái loại thứ nhất. Cái thứ hai á là mấy bạn mà mụn nhiều. Cái thứ ba đó là mấy bạn sẽ bị mắt hí, là những trường hợp đó là làm cho mấy bạn sẽ kém tự tin hơn. Có nghĩa là mỗi một người thì có cái gương mặt đặc điểm khác nhau đúng không ạ? Tròn dài này, trái xoan, hoặc là có mụn hoặc là sẹo gì đó, thì mỗi một cách như vậy thì chắc hẳn là đều có một cái phương pháp trang điểm riêng để tạo cho mình đẹp hơn đúng không anh? Anh Tân thân mến, thì không biết là các bạn học viên khi mà tham dự vào khóa học của anh thì các bạn ấy sẽ được học những gì, và gần hơn là lợi ích của các bạn khi học khóa học này là gì? Về khóa học của mình là mình chỉ cho mấy bạn là cách của mấy bạn là xử lý những khuyết điểm, những cái thành phần xấu trên mặt của mình, để mấy bạn có thể là tự áp dụng cái chương trình mình dạy để đưa áp dụng lên khuôn mặt của mình, tìm cho mình những cái khuyết điểm, những cái xu hướng mà tốt nhất để mấy bạn có thể xử lý trên cái khuôn mặt của mình, cho mấy cái khuôn mặt của mình sẽ hoàn diện hơn, tự tin trước khi đi bước ra ngoài đi đâu đấy. Có nghĩa là khi mà quý vị khán giả thì mà xem xong những bài học của anh thì họ có thể tự trang điểm cho mình ở nhà được không? Là thể hiện sự tự tin của mình khi mà giao tiếp với xã hội, và quan trọng hơn nữa sẽ biết được đặc điểm của khuôn mặt của mình để tô điểm như thế nào đẹp. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lớp học của Makeup Tôn Nguyễn để chọn cho mình những cách trang điểm và cũng như xem những khuyết điểm trên khuôn mặt của mình là như thế nào để che nó đi quý vị.